Pelé, tên đầy đủ là Edson Arantes do Nascimento, sinh năm 1940, là một trong những tên tuổi vĩ đại nhất của làng bóng đá thế giới. Pelé đã phải chiến đấu với căn bệnh ung thư ruột từ cuối tháng 8 năm 2021. Ông cùng gia đình đã phải đón Giáng sinh vừa qua trong bệnh viện, sau khi không còn đáp ứng với phương pháp hóa trị và gặp các vấn đề về tim và thận. Ông đã qua đời tại bệnh viện Albert Einstein ở thành phố Sao Paulo vào ngày 29 tháng 12. Pelé được Ủy ban Olympic Quốc tế vinh danh là vận động viên của thế kỷ, đồng thời là cầu thủ bóng đá của thế kỷ bởi Tổ chức Bóng đá Thế giới FIFA và là báu vật quốc gia của chính phủ Brazil. Pelé được xem là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại với kỷ lục 3 lần vô địch World Cup các năm 1958, 1962 và 1970 và là cầu thủ duy nhất tính tới thời điểm hiện tại làm được điều này. Trong sự nghiệp 21 năm vinh quang, ngôi sao bóng đá này đã ghi được 1.283 bàn thắng, được công nhận là kỷ lục Guinness Thế giới. Hàng loạt ngôi sao bóng đá và người hâm mộ toàn cầu đã gửi lời chia buồn, tri ân, cũng như vinh danh Pelé. Neymar cho rằng Pelé đã biến bóng đá thành nghệ thuật. Cristiano Ronaldo gọi ông là nguồn cảm hứng cho hàng triệu người, trong khi Mbappe nhấn mạnh di sản mà Pelé để lại sẽ không bao giờ bị lãng quên. Lionel Messi cùng nhiều tên tuổi khác của Argentina, quốc gia kình địch với Brazil trong bóng đá, cũng lên tiếng vĩnh biệt Pelé. Trên trang cá nhân, Messi đăng tải hình ảnh chụp chung với vua bóng đá và viết "Yên nghỉ nhé, Pelé".